sau tiết mục này, trong lúc mà tiết mục này diễn ra thì ban giám khảo sẽ làm việc để chọn ra những thí sinh nhảy hay nhất trong hạng mục solo và đồng đội để tới vòng hai, cả hai sẽ đối đầu với nhau. Nhưng mà trước khi biết kết quả chân thật thì chúng ta không cần gì khác. Thank you.